đi ô tô luôn ạ. Học viên này đi cả ô tô đi học cơ. Luôn này chết sợ rồi. Học viên mình thì đi xe máy, không biết đi ô tô này như sao. Anh em bây giờ ra chào buồng ngay đi. Bắt chào buồng. Mày chả biết cái gì. Đi ra, đi ra chỗ đi ra. Các bạn cái anh ấy đâu đâu rồi? Anh các bạn dừng tay, đừng tua nhá. Đấy thì hiện tại tem của tem mình đang tuyển học viên cho các bạn nhá. Đấy thì các bạn muốn học YouTube, TikTok, đấy thì hãy về mình tem kiên chủ nhá các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn. Anh em hôm nay mình cùng kiên chẳng lên đón học, lên kiểu là đón học viên mới. Đây học viên mới đến này. Ôi, đây là học viên mới đến này, đi ô tô này. Đi hơn cả kiên chủ này. Cái chổi đi xe máy là học viên. Anh em ơi, học viên mới là đi cả ô tô. Đi cả ô tô này. Cái chổi đi đi xe máy chết giờ. Đi xe máy đi cả ô tô. Anh là đây đây. Rồi cứ đầu đây anh. Không mất được lâu anh ạ. Rồi ạ. Anh đi học với chặt quá rồi. Chặt nhất tem rồi. Ô tô anh ạ. Học viên mới học. Học viên mới đi ô tô anh ạ. Ô tô thế này. Em mới xuống ạ. Anh đi được không mệt không anh? Anh đi không? Anh đi có 2 tiếng. Anh em ơi. Học viên mới có vẻ giàu ấy. Anh ơi, đồ anh để đâu anh ơi? Ê, đồ anh trên xe. Để em mê hộ luôn anh ơi. Sao? Mời anh ơi. Xe này anh mua bao tiền đây anh? Ông vẫn đi tao với anh, mày muốn cười thì về đi. Ông vẫn nhỉ? Đây để tao đây. Để đây thì ông ngồi tại em. Ngồi tại em. Con xe này anh mua bao tiền anh? Xe mở mà. Xe anh mua bao tiền này chưa? Xe anh mua bao tiền? Anh em. Xe to ấy anh ạ. Anh em ạ. Ô tô xịn quá. Anh em ơi, đây đây sắp phục gì không? Anh em đang ngồi là gửi được đâu anh? Chào 10 người được đấy. Ôi ông ơi. Ôi. Chị chúng ta chỉ tỉ đấy. Thảo người tè. Chúng ta cũng bẩn. Sự thì sơn nên ra tiền đấy. Mới người thì biết rồi, đứng ngán thôi, không được chờ. Ôi. Anh chờ anh mười người luôn, xe anh chơi chở lợn không ạ? Chở lợn nữa à? Xe anh chở lợn nhưng mà xe chở lợn chắc khoảng 10 người kìa. Leo thử xem nào. Ô, con gì á? Đi học đây. Ôi anh ơi, sao anh? Lắm gậy này anh. À, gậy luôn anh. Mấy gậy con anh chơi ấy mà. Ủa, rồi. Gậy này con anh chơi hay sao? Con anh chơi cảnh sát thế này. Cái xe này. Dở ơi. Anh làm lắm gậy đấy anh. Ôi gậy của anh, quan anh đẻ đấy. Trời ơi. Đang hồ với nhau. Đang hồ với nhau. Anh cho xem xe tí nhá. Ôi, xe người ta cứ đi như là xe của mình ý. Xe đẹp mà. Ơ sao cái này lại màu này nhỉ? Người ta dáng mày bị ngạo thế. Xe này gì nữa? Cục cương vắng người ta đi, người ta phải chạy. Đấy. Đấy người ta đi. Mày chả biết cái gì. Đi ra, đi ra đi ra. Các bạn cái anh ấy đâu đâu rồi? Anh à? Anh ấy nhá. Anh ấy nhá. Em lau gương anh ạ. Đây là chưa gì rồi gì? Đang nhìn mặt anh nhé, đang ngắm như anh lấy mặt không hào thầm rồi đấy, liệu cái tên hồn. Trời ơi. Tao vẫn lịnh mà. Gì đâu? Đâu? Mà làm gì đi được con này? Anh là thằng của anh. Xe của ông bỏ nữa. Đi kiểu đi. Đấy, của anh hết. Của anh hết, anh ra đi. Đi. Anh ơi. Anh mới lên. Thì thôi. Tự nhiên đi xe con đi ra. Ôi, cười cái gì ấy. Chết. Con chờ, con chờ, anh ơi. Anh mới lên, ông bạn ông anh.
À, anh cũng hơi mệt đi. Mệt thì thôi cho anh cả đi ngủ. Anh đói không anh? Anh không, anh ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Em hôm chưa ăn gì anh ạ. Thôi thôi chắc anh em mình anh mới ra anh mời anh em đi ăn nhỉ? Dạ. Anh mới ra rồi anh em mình mời nhau đi ăn. Đi ăn gì anh? Đi ăn tôm tôm hùm là kè à? Của bố nhà ông gì? Người ta là gì có tiền anh mà đi ăn ra ngoài bếp. Ủa anh nói vừa ăn đặc sản hải sản ngon chứ. Thì anh gọi cho mẹ anh. 13 vừa mắc à. À đâu 14 vợ đồ. Thế bây giờ Kiên đâu rồi em? Kiên đang bận việc, thế là Kiên không đón được anh à? Kiên chưa đón anh để mình đưa đón anh hả? Vâng. Hôm nay Kiên về, Kiên đang có việc bận tí. Thế thì để lát nữa rồi đợi Kiên về rồi mấy anh em mình cùng đi ăn luôn nhá. Vâng. Ui, anh ơi, Kiên nó còn lâu vậy. Giờ đi luôn đi. Đi luôn đi. Anh em mình phải lên cái thùng. Hả? Anh em mình phải lấy thùng. Đó, đây, 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 em lấy đồ. Được ăn anh em. Ăn anh nhá. Lên đây, thùng à? Lên thùng, lên đi thùng anh em, mình vào đây. Nhưng mà mưa á. Ngồi đi, đấy nhá. Ngồi đấy nhá. Ngồi tạm đi. Ngồi đấy nhá. Nghe chưa? Review ô tô tí. Nghe chưa? Hai này tao thì gì thôi. Ngồi đi. Gậy không? Chết tao. Không sao. Có làm sao đâu. Không sao. Đằng kia nhá. Từ mặt ta đi. Mày thích trên lưng trên lắng từ đấy thì ngồi đi. Ngồi đây. Ngồi đây. Sợ quẩy gái à. Chúng mày cứ ngồi ở đây đánh ngồi ô tô. Mày khổ thế. Anh ngồi ô tô hết em. Đứng đây. Như này này. Xe đi. Anh em ngồi ô tô được chỗ rồi. Ô tô xịn lắm anh em. Xe này như mới mới to. Anh em vào đây rì xe. Anh ngon lắm này. Mẹ ghế ghế da da thật luôn. Anh xem anh luôn có đất tôm tớ anh. Mới tỏi anh. Mượn. Anh cứ bảo anh mua bao nhiêu để em còn có em mới đấu. Em mới biết con này phải tầm 2-3 tỷ ấy. Đắt lắm. Lấy đâu 2-3 tỷ ạ? Có 5 tỷ thì mấy. Đắt lắm. Mọi người nhìn này. Và ngồi đây cũng là tay cấm thế này. Đèn sáng. Thôi anh em lên xe đi ăn đi anh. Ôi, anh đi, mời đi anh đi. Các bạn đang làm gì bạn? Tôi đang bán vitamin tăng cân. Ôi, dạo này tôi gầy thì bạn tôi có. Ô, thì dạo này tôi thấy bạn gầy đấy, bạn luôn mua một lọ về mà bạn dùng. Vitamin tăng cân này, nói chung là trước đây tôi gầy, còn tôi uống một lọ này mà tôi tăng hẳn 3 cân rồi đấy. Tại trước tôi bạn gầy mà. Ừ, thì sau khi mà tôi uống một lọ này, trước đây là, xin nói chung là mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn một cái lọ vitamin tăng cân. Đó các bạn nhá, đó. Thì trước đây Kiên khá là gầy nhưng mà sau khi mà Kiên được một bà chị giới thiệu và Kiên đã sử dụng cái lọ vitamin tăng cân này thì Kiên đã tăng 3kg các bạn nhé. Thì cái lọ vitamin tăng cân này nó giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt và giúp cơ thể hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng. Nói chung là với trẻ em thì giúp ăn ngon, ngủ ngon và đàn ông thì nó giúp săn chắc cơ bắp. Đó, đàn con gái thì nó giúp tăng hormone các bạn nhé. Nói chung là trẻ em từ 3 tuổi đến 12 tuổi đã uống rồi các bạn ạ. Nên là các bạn yên tâm về cái độ an toàn. Đó, thì cam kết với mọi người là tăng cân sau một liệu trình. Một liệu trình thì bao gồm một lọ, một lọ này gồm 100 viên các bạn nhé. Đó, thì uống rất là dễ thôi. Bạn chỉ cần một ngày bạn uống 1-2 lần, sáng và tối, mỗi lần bạn uống 2 viên. Đây, tôi sẽ bóc ra và tôi cho bạn xem. Đây, một lọ như này, 100 viên. Thì khi bạn uống thì bạn uống 2 viên. Mỗi lần bạn uống 2 viên, một ngày bạn uống 2 lần. Bạn hiểu được không? Đấy. Bây giờ bạn uống đi. Được uống lên tăng cân cho đẹp. Cam kết với bạn là tăng cân luôn. Bạn lấy một lọ về bạn uống nhá. Ok, bạn nào muốn đặt hàng thì các bạn hãy nhắn tin cho mình ở phần Zalo nhá. Phần Zalo thì mình có để ở phần dưới này các bạn này. Đó. Các bạn hãy nhắn tin cho mình nhá để mình tư vấn, để mình nhắn tin cho các bạn để mình tư vấn cho các bạn về cái sản phẩm này nhá. Ok mọi người, bye bye.